Đây là chú chim mái đang ngồi để chuẩn bị vào đẻ nứa mới. Đây là chuồng đẻ, ổ đẻ của chúng. Chim mái này rất là bạo dạn, có thể sờ vào trứng, sờ vào con được. Còn đây là cái tầng dưới để cho chúng chơi, mang nước uống, mang nước uống. Đây là chú chim trống, đây là chú chim trống. Các bạn nên làm chuồng hạ thổ như thế này. Đây là con chim cu cánh xanh, chân đỏ, mỏ đỏ. Bạn xếp vài viên gạch xung quanh quây lưới trong để hòn đá chuồng hạ thổ. Đấy, thức ăn để này, cho một tí cái tự mọc mạ cỏ này cho nó có vẻ thiên nhiên. Đây là những chú chim còn non là tạm thời nhốt ở đây. Như hai chú chim này thì con đố các bạn biết con chim nào là con chim trống. Đấy, con chim ở trên này là chim trống. Chim này có chim trống, chim trống này rồi.
Hẹn các bạn gặp lại các video sau nhé.